À, vâng, xin kính chào chị nhà đầu tư đã đến với kênh chứng khoán Đạt Lê Finance, nơi em sẽ hỗ trợ về những view về thị trường cũng như là chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội đầu tư về điểm mua điểm bán của từng cổ phiếu. À, và hôm nay thì như thường lệ thì em sẽ phân tích nhiều về VN-Index của chúng ta trong cái tuần mới, tuần 13 tháng 6. À, và chúng ta có thể thấy rằng là nhịp tăng hồi của VN-Index đã bắt đầu có dấu hiệu là kết thúc. Thì ngoài ra thì mình vẫn có những cái room khách hàng tư vấn về điểm mua điểm bán cho từng cổ phiếu và view về thị trường. Thì room khách hàng thì chủ yếu là những khách hàng mở tài khoản bên công ty chứng khoán VBS thì mình sẽ hỗ trợ. Thì anh chị có mở tài khoản bên công ty chứng khoán VBS thì có thể liên hệ mình để mình ép anh chị vào trong room khách hàng miễn phí. Ngoài ra thì anh chị nào mà chưa có tài khoản bên VBS thì có thể liên hệ mình để mình hỗ trợ mở tài khoản bên công ty chứng khoán bên VBS. Ngoài ra thì mình vẫn có những cái đường link Zalo, Telegram về update về thông tin của VN-Index thì anh chị có thể tham khảo ở dưới cái phần mô tả để cho chúng ta có nhiều cái thông tin về thị trường hơn. Đầu tiên thì mình cũng nói sơ qua về room khách hàng của mình. Thì room khách hàng này là mình sẽ tư vấn rất là nhiều. Mình sẽ tư vấn rất là nhiều ngay tại những thời điểm mà 24 tháng 5 nè. Khi mà VN-Index của chúng ta đã có những cái nhịp mà tạo đáy, đúng không ạ? Và tạo đáy có thể là ở ngay chỗ thời điểm mà 24 tháng 5 thì anh chị có thể thấy rõ rằng á, đây chính là cái nến đó, ngày 24 tháng 5 thì ngay vùng này là nó đã có xuất hiện nhiều cái sự test đáy vùng này liên tục. Thì ngay vùng này đây chính là một cái vùng mua rất là an toàn và mình xác định đây chính là một nhịp tăng hồi. Đây là một nhịp tăng hồi và có những chiến lược mà bình quân giá tại những cái thời điểm 17 tháng 5 trở về sau về sau đó. Cho nên đó là mình đã nói là những cái view về thị trường của mình đó thì nó đang có những cái kịch bản rất là đúng, và ngay cả những nhịp mà xu hướng tăng hồi. Tăng hồi có nghĩa là sao? Là có nghĩa là đây chỉ là một nhịp uptrend giả thôi, nó nghĩa là nó chỉ uptrend để nó hồi phục sau khi mà có những đợt bán tháo, và sau khi đó thì sẽ có những áp lực chốt lời và thị trường nó sẽ bị bán xuống đó. Thì ngay tại những thời điểm này mình đã khuyến nghị nhiều khách hàng của mình mua BR ngay tại thời điểm này và ăn rất là nhiều BR ngay vùng 22 23. Đây mình đã cho mua quyết liệt từ thời điểm 24 tháng 5. Đó thì với những cái phân tích về vĩ mô về giá dầu thì mình đang thấy rất hấp dẫn, ngay cả ở tay đến thời điểm này cũng lãi 14%, đúng không? Đó, và có nghĩa là trong thời gian này thì room mình của mình ăn được là ở tay BR. Mình có số lệnh đây, lệnh đây là tới 224 thành viên anh chị ha, chứ không phải là mình Photoshop hay là mình đưa lệnh không chính xác. Thì ở đây khi mà lên video thì tất nhiên là sẽ có nhiều khách hàng của mình xem trong đây, cho nên là những khuyến nghị của mình là luôn luôn là thật anh chị ha. Đó thì ngay cả đến thời điểm 27 tháng 5 mình vẫn chủ đạo là BR, đúng không? Đó đó thì đến thời điểm mà 30 tháng 5, 31 tháng 5 thì có nghĩa là tại thời điểm này là VN của chúng ta, anh chị có thể thấy là VN của ta đã có những dấu hiệu là tạo đỉnh rồi, khi mà nó chạm quanh vùng 1000 296. Thì ngay tại thời điểm này thì anh chị có thể nhìn thấy những dòng mà giống như là những dòng mà cổ phiếu giống như là những dòng cổ phiếu giống như là những dòng cổ phiếu mà ngân hàng, những dòng cổ phiếu ngân hàng ngay tại thời điểm 31 tháng 5 này. Đây là một cái cây tăng mạnh và lúc đó thì nó cũng tạo đỉnh luôn, đúng không? Đó ngay cái vùng 28 thì tất nhiên là anh chị có thể so sánh lại với những cái cổ phiếu khác như SSI cũng chốt được gần ngay đỉnh luôn, đúng không? Ngay vùng 29 này. Đây, ngày 30 tháng 5 đây, có nghĩa là ngay tại thời điểm này là bắt đầu là chốt rồi, và nó đang có nghĩa là dòng chứng khoán và dòng bất động sản là đi chứng khoán, sorry anh chị, dòng chứng khoán và dòng ngân hàng là sideways down. Thì khi mà hai dòng này sideways down thì bắt đầu là từ 31 tháng 5 sideways down đến thời điểm này thì chắc chắn là nó sẽ chỉ là những nhịp hồi giả thôi. Đó cho nên là khi mà nó tăng hồi như vậy thì chúng ta mua mới thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều rủi ro. Đó thì với những cái xu hướng mà khuyến nghị như vậy tại thời điểm 31 tháng 5 thì mình có view là có thể là VN chạm 1.300, sau đó phải điều chỉnh về 1.250, 1.270 mới bật lại, đúng không? Thì sau đó thì VN anh chị có thể thấy là đây nó điều chỉnh một cái cây nến đây, VN Index của chúng ta đây, nó có một cái sự điều chỉnh, đây chính là cây nến mà điều chỉnh, đúng không? Là ngày 7 tháng 6 anh chị ha. Là từ thời điểm mà 1 tháng 5 là 31 tháng 5 mình đã view trước rồi, view một tuần là nó sẽ có cái nhịp rơi này rồi, đúng không? Đó thì sau khi mà nó chạm cái nhịp rơi này, nó hàng về tay cộng về là nó bị bán xuống, có nghĩa là khi mà nó chạm về vùng là 1260 thôi, đúng không? Đó thì mình cũng view là xem là 1250, 20 nó mới bật tăng trở lại. Đó cho nên là khi mà tại điểm 31 tháng 5 thì mình không có khuyến nghị mua mới nữa đó.
ngay cả những cái phân tích về vĩ mô của mình từ ngày 5 tới tháng 6 thì mình thấy là đây nè, rất có thể VN còn phải rủ về 1250, 1270 mới trở lại chạm đỉnh 1330 đó. Tuy nhiên là mình đã báo mua rất là quyết liệt tại những thời điểm trước rồi, cho nên là đến giai đoạn này thì rất là khó để mình tham gia trở lại. Ngay cả ngày 8 tháng 6 mình vẫn khuyên nhiều anh chị là càng lên cao càng hạ dần vị thế đó. Về mình cũng vẫn có phân tích vĩ mô, ngay cả thời điểm mà 10 tây tháng 6 đúng không, lúc 8 giờ sáng thì mình đã nói là dòng cổ phiếu nè, mình đã nói là dòng cổ phiếu là tạo đáy đúng không, thời điểm 24 tây tháng 5 đúng không đó. Nhưng mà đến thời điểm về những thời điểm về phân tích kỹ thuật thì chúng ta thấy à, đến thời điểm 8 tháng 6 cần những dòng cổ phiếu như này BR, BVS, GAP, BLX, anh chị thấy là nó có những cái phiên là nó đã có nhiều tín hiệu là tạo đỉnh nè, tạo đỉnh ngắn hạn rồi. Và khi mà mình có những phân tích đó thì sau đó thì chúng ta có thể thấy những cái dòng cổ phiếu mà chúng ta thấy là dòng dầu khí. Anh chị thấy những dòng dầu khí là nó sàn hàng loạt luôn, anh chị thấy là sau phiên đó thì nó sàn hàng loạt luôn đó. Thì về những nhận định và những phân tích của mình thì nó sẽ mang lại rất là nhiều những hữu ích cho anh chị nhà đầu tư. Thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp với mình thì mình sẽ add anh chị vào room miễn phí. Anh chị đừng có, quan trọng là mình có bao nhiêu tiền thì bao nhiêu tiền mình đầu tư cũng được, quan trọng là tài khoản của mình là luôn có lãi và mình tìm được một người đồng hành với mình một thời gian dài, nó có nhiều cái lợi nhuận tốt thì mình vẫn tham gia thôi. Ok, đó cũng là một số là giới thiệu về room khách hàng của mình. Thì anh chị có thể liên hệ với mình để mình hỗ trợ về giờ vào room, hoặc có thể mở tài khoản bên công ty chứng khoán VBS, hoặc ai đã có tài khoản bên công ty chứng khoán VBS rồi thì có thể liên hệ mình thì mình đều hỗ trợ hết. Và cái xu hướng của VN-Index thì mình điểm lại một tí về thì về thị trường, thì trong tuần qua thì anh chị có thể thấy rằng là VN-Index của chúng ta có một nhịp tăng chạm lên vùng 1306, 1309 đúng không? Nó xanh xanh ở vùng này nè, đây anh chị thấy. Và sau đó nó có những cái nhịp mà nó rũ rất là mạnh, về rất mạnh về cuối phiên anh chị ha. Và có một cái lực bán tháo rất là mạnh vào cuối phiên. Ở đây anh chị có thể xem qua cái chart 15 phút thì anh chị có thể thấy là nó có một cái nhịp bán tháo rất là mạnh ngay tại những cái vùng này. Đây đây là những cái phiên mà tại thời điểm mà bắt đầu là 2 giờ 15 đúng không? 2 giờ 15 nè, nó có những cái phiên mà nó bán tháo rất là mạnh nha. Đó, và sau đó thì ATC là có một lệnh sàn anh chị ha, là những cái lệnh mà bán sàn ào ạt vào, mà tập trung chủ yếu là những cái dòng dầu khí. Ngay cả trong mình quan sát về cái thị trường VN30, VN30 mình chịu thấy là những cái dòng mà cổ phiếu mà bắt đầu là tạo đỉnh đúng không, nó red out với những cái vol rất là thấp, giống như là anh chị có thể thấy là BNG. BNG thì đánh rất là ảo anh chị, những con này thì có thể là nói là nên dùng để kéo chỉ số khi mà anh chị nhìn thấy một cái lượng cung cầu ngay tại những vùng mà kẹp hàng trước đó này. À, những cái vùng mà kẹp hàng trước đây này, rất là lớn đúng không, ngay tại những vùng này đang rất là lớn này. Nhưng mà vượt đỉnh lại von là rất là thấp đó. Đó, cho nên là với những xu hướng như vậy thì mình sẽ có thể những dòng này mình có thể mình tiếp tục mình bắt được anh chị ha, nhưng mà phải xem xét ở vùng bên dưới. Còn riêng hiện nay thì rất là khó để tham gia trở lại đối với những cái cổ phiếu như vậy. Đó thì mình sẽ phân tích chuyên sâu về VN-Index trong thời gian tới, có thể mình sẽ quay trở lại mình làm clip hàng ngày. Tuy nhiên mình vẫn nói về cái phong cách đầu tư của mình đó, là mình sẽ mua tại những điểm mua tốt và mình sẽ xem xét mình bán tại những điểm bán có rủi ro. Chứ không phải à ngày hôm nay mình mua con này, ngày mai mình mua con kia, thì đó không phải là một cái phương pháp đầu tư. Mà có thể là những cái con cổ phiếu tốt thì mình vẫn vẫn đánh giá cao, ngay cả giống như BR thì mặc dù là mình nói nó là tạo đỉnh rồi đúng không, tuy nhiên thì mình vẫn có thể mình sẽ mua lại khi mà nó tạo ra được một cái vùng cân bằng, tại đó đang trong một cái con sóng một anh chị ha, nó đang trong một cái con sóng một sau những cái thời điểm mà nó đi ngang rất là mạnh vậy. Thì khi mà nó có một con sóng một thì nó sẽ có những con sóng 3, con sóng 5, thì khi mà đó thì cổ phiếu nó sẽ bật tăng trở lại là điều rất là bình thường. Và quan trọng là mình sẽ tìm được cái điểm ra và mình cái điểm vào thích hợp thì mình sẽ có cái mức lợi nhuận siêu khủng anh chị ha. Ok, thì sau khi mà VN-Index có những cái lực bán rất là mạnh như vậy thì rất là nhiều những nhà đầu tư họ cảm giác một cái sự kỳ vọng nó không còn nữa, và lúc đó thì nhà đầu tư họ bán ra rất mạnh vào những phiên ATC. Thì vậy thì cái kịch bản tiếp theo của VN-Index trong tuần tới thì như thế nào? Thì trước mắt thì mình sẽ đi qua và sơ lược về Dow Jones. Về Dow Jones thì anh chị thấy
Tình hình chứng khoán của thế giới gì ha, Dow Jones là anh cả tình hình chứng khoán của thế giới, thì sau những cái phiên mà tăng của nó từ những thời điểm trước đó thì đến thời điểm tháng 12/2021 bắt đầu nó tạo đỉnh đúng không? Tháng 12/2021 đỉnh và nó có những cái nhịp nó rơi rất là mạnh. Tuy nhiên tại thời điểm này thì VN-Index chúng ta vẫn chưa rơi đúng không? Đó, và đến thời điểm 7/3 khi mà VN-Index của chúng ta khi mà Dow Jones nó có những nhịp hồi, đây cũng là những lúc mà thị trường VN-Index chúng ta bắt đầu là có những dấu hiệu rơi. Thì khi mà nó đây chính là một cái kịch bản trong một cái xu hướng giảm chị ha. Đây, anh chị có thấy là 2 năm qua là nó có một kịch bản trong xu hướng tăng. Trong một cái xu hướng tăng thì tất nhiên là anh chị có thể thấy những cái nến xanh đó, là nó sẽ nhiều hơn những cái nến đỏ anh chị ha. Và khi mà chỉ cần một tuần chỉnh thôi thì nó sẽ có những cái nhịp nó phục hồi trở lại, nó có những nhịp nó phục hồi trở lại là điều rất là bình thường. Còn riêng trong giai đoạn hiện nay anh chị thấy là cái nến đỏ nó nhiều hơn cái nến xanh đúng không? Anh chị thấy là trong cái vùng này là nến đỏ nó nhiều hơn nến xanh, mà ngay cả anh chị thấy mây nó cũng đã bắt đầu kéo về những vùng màu đỏ, báo hiệu một cái tương lai ảm đạm của thị trường chứng khoán Mỹ. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng là với những cái nhịp mà hồi phục rất là yếu như vậy thì chứng khoán Mỹ tiếp tục bị bán xuống. Thì bán xuống có 2 lý do, thứ nhất là lạm phát tại Mỹ đang rất là cao, thứ hai nữa là Fed là bắt đầu là có những cái tín hiệu họ nâng dần cái lãi suất, nâng dần cái phần mà lãi suất để làm giảm thiểu cái phần mà lạm phát anh chị ha. Thì có thể 14 15 tây này là Fed bắt đầu họp thì có thể là nâng cái lãi suất lên là ở cái mức ở khoảng là 0.5 đến 0.75 đó. Nếu mà trường hợp mà thị trường mà Fed mà nâng lên 0.5 thì là thị trường có thể là nó sẽ đi ngang và nó sideways down. Nhưng nếu mà trường hợp mà Fed nâng lãi suất lên 0.75 thì sẽ tiếp tục có một cú panic sell nữa anh chị ha, là bán tháo ồ ạt nữa đó, tại vì nó đã là một cái sự kiện gọi là khủng khiếp đó, cho nên là chúng ta cần phải để ý ngay tại điểm này. Thì với những cái tín hiệu về không mấy lạc quan của thị trường chứng khoán thế giới thì ngay cả mình vẫn nói đúng không, mình vẫn phân tích từ thời điểm mà sáng ngày 10/6 mình vẫn nói về vĩ mô nè, nó sẽ có những cái tin không tốt đẹp, ngay cả ngân hàng châu Âu họ vẫn bắt đầu nâng dần lãi suất lên đó, tuần sau thì đáo hạn phái sinh nữa. Nhà đầu tư mua cổ phiếu tại vùng này thì đã hơn những nhà đầu tư bắt đáy dưới 1.200 là tới 20-40% rồi đó, cho nên đó là rất là khó để mà mình có thể là mình mua mới đúng không đó. Cho nên là mình đã nói rất nhiều 100% chị không FOMO đu mua đuổi dòng dầu khí ngay tại điểm này đúng không đó. Thì với những cái kịch bản như vậy thì tình hình của thế giới cũng không may lạc quan lắm. Thì với xu hướng của VN-Index thì chắc chắn là sau khi mà nó có một cái vùng tích lũy anh chị ha, nó đang tạo ra một cái vùng tích lũy quanh vùng nào đây, nó tạo ra một cái vùng tích lũy quanh vùng này. Tuy nhiên về một cái xu hướng tuần của nó thì nó đã tạo ra thêm tiếp tục là một cây nến doji tiếp tục, có nghĩa là tại vùng cái tuần này là phe mua và phe bán đang có những cái dấu hiệu họ đấu đá lẫn nhau. Phe mua thì cứ cứ canh ở dưới mua lên, còn phe bán thì cứ hồi phục là hồi là bán, hồi là bán. Vậy kịch bản tiếp theo của VN-Index nó sẽ nằm ở cái mức nào thì chắc chắn anh chị nhìn vào, anh chị có thể đo về dữ liệu quá khứ thì anh chị thấy thời điểm này là VN-Index của chúng ta đã tăng 13.5% đúng không? 13.5% trong một cái xu hướng tuần, trong một cái xu hướng giảm. Thì cái đến nữa thời điểm mà 2018 thì chúng ta thấy rằng là VN-Index của chúng ta vẫn có cái một cái nhịp tăng ở đây khoảng là 15% đúng không? 15 phần 13 14% 14 15% ngay tại vùng này. Thì chính vì đó thì sau đó thì nó cũng có những cái tuần nó rơi không, nó có 6 tuần nó rơi nè, cũng khoảng là 24%. Thì tương tự ngay tại thời điểm này nó cũng có 5 tuần nó rơi và cái mức rơi của nó là khoảng 24%. Thì nó xem với thời điểm 2018 thì chắc chắn nó sẽ bị điều chỉnh. Thì như vậy nếu mà theo kịch bản đúng kịch bản của 2018 thì nó sẽ điều chỉnh và thủng luôn cái đáy hỗ trợ quanh cái vùng 1.1160 này. Đây, anh chị thấy là sau khi 2 tuần bắt đầu là có những cái dấu hiệu mà hồi phục nè đúng không? Ngay tại thời điểm này nha. Đây, mình sẽ đây. Đây. 2 tuần hồi phục và sau đó nó tiếp tục là nó có 4 tuần nó rơi. Nó rơi và nó thủng đáy sau đó thì nó có một cái tuần nó test lại nữa. Chúng ta xem zoom lớn lên để cho anh chị dễ nhìn thấy. Đây. Nó rơi khoảng 4 đến 5 tuần và sau đó nó sẽ có 2 tuần nó test đáy đúng không? Đó, thì nó 2 tuần nó test đáy và khi mà nó test đáy xong thì nó sẽ có thêm khoảng là 1 2 3 4 5 6 7 khoảng chừng là 3 tháng anh chị ha.
là tăng trở lại. Thì đây cũng chính là một cái kịch bản mà mình muốn nhắn nhủ đến chị nhà đầu tư rằng là VN-Index của chúng ta có thể là trong tuần tới, hoặc là có thể là từ đây đến thời điểm mà 30 tháng 7 sẽ tiếp tục là những cái nhịp rơi, đúng không ạ? Nó sẽ là tiếp tục là những nhịp rơi. Và khi mà nó rơi như vậy thì nếu mà trường hợp anh chị nào đang full cash anh chị ha, thì anh chị cầm tiền ở những vùng này thì anh chị mua mới rất là ngon, và đảm bảo anh chị là khi mà anh chị mua mới ở những vùng mà khi mà nếu mà trường hợp nó test thùng đấy thì có thể nó quay về vùng hỗ trợ của nó quanh 1.000 đến 1.056, đúng không? Nó sẽ quay về ở những vùng này. Thì khi mà nó quay về vùng này thì chính là một cái cơ hội mua rất là tuyệt vời. Và khi mà nó về vùng này thì nó mua xong rồi có thể là tiếp tục là nó sẽ tăng lên, tiếp tục lên vùng 1.250 đến 1.300, thì chúng ta có thể canh, chúng ta chốt lời trên vùng đó. Đây là một cái bản mà mình đã đưa ra anh chị ha. Mình đưa ra thì có thể là mình để cho anh chị view về một góc nhìn thị trường. Thì chắc chắn tại thời điểm này thì nhiều anh chị mình mua mới thì mình rất là khó để mình mua mới, chắc chắn một điều là như vậy luôn, không thể nào mà mua mới đâu. Nhưng mà nếu trường hợp mà VN-Index mà tiếp tục kéo lên nữa thì nhiều nhà đầu tư chắc chắn là cái tâm lý của nhà đầu tư họ sẽ bán ra. Thế vậy động lực tăng tiếp của thị trường gần như là không có, thì chắc chắn khi mà không có, cộng với những anh chị đang đua tại vùng này với những cái mức thanh khoản 25 26 ngàn tỷ, và ngay tại vùng này số lượng tài khoản mở mới trong tháng 5 này gần 500 ngàn tài khoản, mà không cứu nổi những cái cú đỡ của thị trường, không cứu nổi những cú chỉnh của thị trường như vậy, thì chắc chắn là thị trường sẽ không thể nào mà tăng tiếp được. Đó thì chúng ta vẫn kỳ vọng một cái nhịp của thị trường là có thể là nó sẽ điều chỉnh, và khi mà nó điều chỉnh thì nó chúng ta sẽ còn những móc bên dưới để chúng ta mua vào. Đó thì có thể mình mua vào những vùng này thì có thể là mình sẽ mua và mình sẽ chốt lời, và sau khi nó chỉnh về đây mình sẽ vẽ một mũi tên cho chị nhìn thấy, có thể là nó sẽ rơi về vùng này đó. Xong rồi là mình sẽ tiếp tục là mình mua vào, đúng không? Mình lên những vùng này mình bán đó, và khi mà nó điều chỉnh tiếp tục ở những vùng bên dưới này đó thì chúng ta tiếp tục là chúng ta mua vào, và lên những cái vùng trên này chúng ta bán. Nhưng tuy nhiên đến lần thứ ba nếu trường hợp mà nó điều chỉnh lên vùng này thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta mua dài hạn chị ha. Chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta mua dài hạn ngay tại vùng này. Thì như vậy chúng ta vẫn kỳ vọng VNS trong một cái tương lai có thể là nó sẽ vượt đỉnh và có thể nó lên được những mốc 1.800 2.000. Chắc chắn là nó sẽ lên anh chị à. Nhưng mà vấn đề chỉ là thời gian thôi. Thì mình view nó đi trong kịch bản này, có thể là nếu theo mũi tên này thì nó sẽ đi vào khoảng thời điểm tháng 3 đến tháng 6 năm 2023 thì nó sẽ tạo đáy và bắt đầu là nó đi ngang ở vùng này, và tới đến thời điểm tháng 2024 thì bắt đầu nó sẽ có một nhịp uptrend, một nhịp siêu kiếm tiền anh chị ha. Cho nên là đối với mình giai đoạn hiện nay thì chúng ta chỉ trading tay cộng ở những vùng này thôi. Riêng những anh chị mà đầu tư mà ở những vùng trên này mà nếu trường hợp mà không margin mà đến giai đoạn này thì thôi chắc cũng nên chuyển qua mình hold dài hạn luôn. Nếu trường hợp mà thị trường bắt đầu vào tuần sau bắt đầu nó rơi thì chuyển qua hold dài hạn, thì chúng ta sẽ xem xét, chúng ta tích góp tiền để chúng ta mua bình quân ngay tại những vùng này anh chị ạ. Những cái đáy hay hai vùng này thì chúng ta không mua, nhưng mà chúng ta sẽ mua bình quân ngay tại những vùng này, và khi mà mua ngay tại vùng này thì chúng ta sẽ xem xét chúng ta chốt một phần ở những cái vùng mà uptrend này, đúng không? Sau đó nó chỉnh thì nó sẽ có những cái cây mà nó vượt đỉnh là điều sớm hay muộn thôi. Tuy nhiên nếu mà trường hợp anh chị có margin thì mình khuyến nghị anh chị là trong tuần sau anh chị nên hạ luôn, anh chị nên hạ luôn. Mặc dù là mình biết là có thể là sẽ lỗ nhưng mà chắc chắn mình phải phải hạ thôi. Nếu trường hợp mình âm thêm nữa thì nó vậy nó rất là khó và nó dẫn đến những cái tiêu cực trong cuộc sống của mình, về những cái công việc hàng ngày ảnh hưởng rất là nhiều đó, mình tâm lý rất là nhiều và mình sẽ rất là khó để mình có thể mình quay trở lại với thị trường này, rất là khó để được mình kiếm tiền này. Đây cũng là một cái môn giống như một môn thể thao, nhưng mà nó là sẽ nó sẽ hành hạ mình về tâm lý rất là nhiều, và cho nên là chúng ta cần phải có những cái chiến lược đầu tư và những cái tư duy đầu tư chúng ta tốt, quản trị rủi ro ok thì chúng ta mới bắt đầu là chúng ta kiếm được tiền ở thị trường này. Thì anh chị nếu trường hợp gặp cái khó khăn đó thì có thể liên hệ mình, thì mình sẽ hỗ trợ cơ cấu tài khoản cho anh chị, cũng như là có những cái phân tích, những cái hỗ trợ nó tốt và nó đem đến những cái view rất là hay đối với cái thị trường hiện nay, giống như những kịch bản anh chị có thể xem đây tất tần tật những cái video trước đó mình phân tích về một tổng quan, về một xu hướng. Tại vì sao mà tại thời điểm 2021 mình ra video mỗi ngày, tại vì thời điểm đó là mua thẳng thì mình ra video để mình hỗ trợ nhà đầu tư. Còn với điều kiện hiện nay khi mà mình mua
rủi ro rất là cao. Cho nên là khi nào có điểm mua tốt, điểm mua đẹp thì mình lúc đó mình mới đưa ra những kịch bản để mình khuyến nghị anh chị nhà đầu tư mua vào. Chứ không phải là ra mỗi ngày mục đích là để là sell khách hay là gì kia, cái đó không phải là phương châm của mình. Mà mình muốn muốn là khi mà anh chị tiếp cận vào cái kênh của mình cũng như là đầu tư theo cái phương hướng của mình thì chắc chắn là phải có những cái mức lợi nhuận nó thật là tốt, thì như vậy thì chúng ta mới song hành, hợp tác win-win thì chúng ta mới song hành lâu dài được. Còn nếu mà không thì không có thì rất là khó. Về kịch bản của Vini thì anh chị thấy có một cái chu kỳ mà mình thấy rất là đẹp của Vini, có nghĩa là đây chính là một cái cơn bán tháo đầu tiên của Vini đúng không? Thì rất là nhiều những nhà đầu tư là họ đã không chịu nổi cái cơn bán tháo này rồi. Vậy nếu tiếp tục Vini có một cơn bán tháo nữa thì lúc đó như thế nào? Chắc chắn một điều, những anh chị đang cầm hàng ở trên vùng này sẽ xả rất là mạnh. Anh chị cầm hàng trên vùng này sẽ xả rất là mạnh ở những vùng bên dưới này. Thì chúng ta đang thấy một cái kịch bản rất là rủi ro của thị trường. Anh chị thấy đây chính là một cái thời điểm mà điều chỉnh của Vini đúng không? Một cây điều chỉnh rất là nặng đúng không? Đó thì sau đó thì nó lại tiếp tục là đây, anh chị thấy không? Rất là, nếu mà chúng ta đo từ đỉnh lên đây vùng này thì nó thấy là nó rất là xem đúng không? Đây, có nghĩa là thị trường nó sẽ trải qua, mình không có kéo thêm cái kênh này ra anh chị ha. Đây anh chị thấy không? Đó, thì chúng ta đo phần trăm thì chúng ta cũng rõ thôi. Đây, 25%, 27% đúng không? Thì từ đây đến đây nó tới 3-4% đó. Tuy nhiên có nghĩa là nó sẽ nằm xem khoảng mức 30%. Tuy nhiên á, hai cái cây nến này nè, anh chị thấy hai cái mũi tên này nó hoàn toàn giống nhau đúng không? Thì cái đến nữa thì cái cây nến này đây, gần giống luôn đúng không? Là có nghĩa là những cái sự điều chỉnh tàn bạo của thị trường á, là nó sẽ nằm ở những phiên như vậy. Thì tại những phiên như vậy chính là cái những cái cơ hội mua vào không thể nào mà bàn cãi được đúng không? Những cơ hội mua vào không thể nào bàn cãi được, và sau đó mua xong thì chúng ta ăn rất là nhiều đúng không? Đó, nếu mà trường hợp không có những thời điểm mà Covid 2010 2019 2020 thì có thể là vùng này sau đó nó sẽ bật tăng chứ không phải là nó sẽ rơi như vậy đâu. Tuy nhiên á, là những biến cố về tương lai thì chúng ta sẽ rất là khó để chúng ta nhận định. Yếu tố về dịch bệnh, chiến tranh hay ngay cả những cuộc chiến tranh về Ukraine thì chúng ta vẫn không biết trước được đó. Cho nên nếu trường hợp mà nó có tại thời điểm này chúng ta đo đúng không, nó sẽ có thêm một cái cây điều chỉnh nữa. Thì nó sẽ quay về vùng dưới 900 đúng không? Thì nó sẽ quay về vùng dưới 900 thì lúc đó như thế nào? Chắc chắn một điều, khi mà thị trường nó gãy khỏi cái vùng mà hỗ trợ nha. Đây chúng ta sẽ thấy một cái vùng hỗ trợ rất là mạnh của thị trường, nó nằm ở quanh ở cái mức là 950 đến 1.000 đúng không? Mình sẽ vẽ một cái trend ngay vùng này. Nếu mà trường hợp mà nó gãy khỏi cái vùng này thì nó sẽ tạo ra những cái cú bán tháo rất là mạnh. Đó, ở vùng này chưa phải là vùng bán tháo mạnh, và mình dám tin chắc những vùng này anh chị nhà đầu tư đang cố thủ và đang cố gồng, cố thủ và đang cố gồng. Đây chủ yếu là những nhà anh chị nhà đầu tư mới anh chị à, những nhà đầu tư mới, những anh chị nhà đầu tư chưa từng trải qua những cái con sóng như vậy, những anh chị chưa từng trải qua những con sóng như này. Tại vì sao? Tại vì thời điểm đó thì anh chị thấy là chứng khoán nó không có phổ biến. Là cái thứ nhất, anh chị thấy thanh khoản mỗi ngày nó chỉ khoảng ở cái mức là 3.000 4.000 tỷ thôi, thậm chí 2.000 anh chị, có những ngày nó chỉ khoảng 1.000 đến 1.500 tỷ thôi. Và những anh chị nhà đầu tư đang ở trong cái tâm thế từ mua là thắng của những thời điểm tháng 3 2020 đến thời điểm bây giờ, đúng không? Đến thời điểm tháng 4 2022 đều có một suy nghĩ chung rằng là cổ phiếu nó sẽ giảm, nó giảm rồi nó sẽ tăng trở lại anh chị ha. Đồng ý, đó là một quan điểm rất là hay và mình đồng ý. Tuy nhiên chúng ta thấy ở những thời điểm lần thứ nhất khi mà chúng ta bán xong cổ phiếu thì nó tăng trở lại, đây cái mũi tên. Lần thứ hai bán xong cổ phiếu nó tăng trở lại, lần thứ ba bán xong cổ phiếu nó tăng trở lại, nhưng mà lần thứ tư bán cổ phiếu xong nó không tăng trở lại đúng không? Chắc chắn một điều là nó không tăng trở lại và tiếp tục nó có những nhịp rơi. Vậy những anh chị đang kỳ vọng vào ba lần trước đúng không, thì người ta thường hay nói nhất quá tam mà này nó là nhất quá tứ rồi
Đó thì anh chị thấy là những vùng này và những vùng này là tâm lý nhà đầu tư là à tôi cứ giữ đó vì thời gian nó sẽ kéo lên. Và chắc chắn một điều á là nó sẽ giống như anh chị thôi, nhưng mà quan trọng là mình có gồng nổi không và cái thời gian gồng của mình sẽ bao lâu. Nếu trường hợp mình không margin thì mình sẽ ok, rất là bình thường. Còn nếu mà có margin thì anh chị gồng 2 năm đi, mỗi một năm như vậy là cái lãi suất margin nó sẽ tầm khoảng 12 đến 14%, thì 2 năm đó là 24%, đúng không? 24% thôi, và nó sẽ xoay quay giảm như vậy thì chúng ta sẽ vừa margin, đúng không, vừa margin mà vừa thêm cái phần mà cổ phiếu nó giảm nữa. Thì khi mà hai cái đó mà nó cộng lại thì tài khoản của chúng ta qua cái margin đó là tầm khoảng 3 tháng đến 3 tháng là chúng ta phải đáo hạn đó. Cho nên là mình muốn gồng thì công ty chứng khoán nó cũng không cho mình gồng và nó bán luôn của mình, đúng không? Nó bán luôn của mình, và khi mà bán xong rồi tất nhiên là cái cổ phiếu mình giảm thì cái sức mua của mình nó giảm, và thậm chí sức mua nó âm thì mình đâu có mua lại, mình bán xong margin thì lúc đó thì công ty chứng khoán nó đâu có cấp margin lại cho mình, tại vì sức mua của mình âm mà, đúng không? Thì khi mà bán margin thì nó đẩy sức mua mình lại để cho sức mua mình dương đó. Thì như vậy người cuối cùng mình sẽ chỉ bị chịu thiệt, và mình gồng không nổi thì lúc đó mình bán ngay đấy. Và khi mà mình bán ngay đấy rồi thì cho dù nó tăng trở lại bao nhiêu đi chăng nữa mình cũng không dám nhảy vào mình mua anh chị ha, không dám nhảy vào mua đó. Cho nên mình không xác định được những trend vĩ mô của thị trường, mình cứ nghĩ thị trường nó thời điểm 2 năm qua nó đi một chiều, đúng không? Nhưng mà đến thời điểm này thì nó lại là cứ tưởng là nó sẽ tăng trở lại lên vùng này, thật sự rất là khó chị ha, rất là khó đó. Đấy. Thì bây giờ là nó vẫn có một chiều nhưng mà có thể là nó sẽ đi một chiều xuống gì ạ đó, để đã đến vùng này nó tạo đáy và nó bật lên đó. Tuy nhiên là mình vẫn sẽ khuyến nghị anh chị mua được, mình vẫn canh về động lượng của thị trường, mình vẫn canh về những cái phiên thị trường tạo đáy. Mình sẽ đối với mình đầu tư một cách an toàn. Tại vì sao mình không khuyến nghị anh chị mua ngay tại những vùng bên dưới này mà mình lại khuyến nghị một cái cây nến ngay tại vùng 24/5 này? Tại vì đơn giản đây chính là một cái sự test đáy liên tục, và khi mà test đáy liên tục không gãy, đúng không anh chị, và nó tạo ra được những cái vào có một dòng cổ phiếu hoặc là hai dòng cổ phiếu tại thời điểm này thì anh chị thấy là những cổ phiếu như dòng cổ phiếu là BR là nó bắt đầu nó tạo ra hai cái đáy và nó kéo lên, thì như vậy là thị trường nó đã có những cái cú gì à? Nó có những cái điều chỉnh, nó có những cái cú điều chỉnh và nó và những cái dòng mạnh nó bắt đầu là nó kéo lên, dòng mạnh rồi nó có những cái dấu hiệu và nó kéo lên trước, thì như vậy thì chúng ta nhảy vào chúng ta mua thì chúng ta mới ăn được chứ, đúng không? Ăn được chứ không phải à cứ nhảy như vào bắt đáy vùng này cuối cùng á, lại đâu biết đâu là đáy. Ví dụ như anh chị nhảy vào bắt đáy vùng này đó, xong nó dập thêm cây nữa đây đó, đúng không? Thì như vậy là mình đâu biết đâu là đáy. Cho nên là mình sẽ mua vùng an toàn và mình bán ở gần đỉnh thôi anh chị. BR mình cũng bán từ những thời điểm mà 31/5, 1/6 rồi. Có thể là mình là sẽ ăn non nhưng mà rất là khó để mình mua được ngay tại những cái vùng mà vùng bán được ngay vùng đỉnh lắm anh chị, rất là khó. Quan trọng là giống như là anh chị thấy là cái số lượng khớp lệnh mỗi một phiên như vậy là cả 100 triệu, đúng không? Tuy nhiên anh chị nhìn nhìn xem 32/5, 32.5, đúng không? Đây 32.5 nó có khoảng là 96.000 thôi. Đó. Thì như vậy là bao nhiêu người bán được ngay đỉnh, mà tại sao mình phải đi tranh tranh giành để họ là mình bán ngay đỉnh để làm gì, đúng không? Đó, cho nên là mình sẽ không như vậy anh chị ha. Mình sẽ không như vậy mà mình sẽ đầu tư theo một cái phương hướng an toàn, và đó cũng là một cái phương châm đầu tư của mình trong cái thời điểm trước đây và sau này nó cũng vẫn sẽ tương tự như vậy. Thì đến thời điểm mà mình gồng xong một cái điều chỉnh này thì chúng ta đã bắt đầu là chúng ta đã khó thở rồi. Mà nếu trường hợp nó có thêm một cái cú điều chỉnh tương tự như vùng này, đúng không? Nó đi ngang ở những vùng này, chắc chắn một điều cái nguyên tắc của nó là như vậy anh chị à. Nó đi ngang vùng này mà nó rơi thêm một cái nữa thì lúc đó là đảm bảo anh chị là không anh chị nào gồng nổi. Và bán ra rất là nhiều ở vùng này. Thì như vậy bản chất của thị trường là một cái kênh huy động vốn thì nó đã huy động vốn xong rồi. Đó, và nó đã có những nhà đầu tư lớn, những nhà đầu tư cá nhân rất là nhiều ở những vùng này rồi, cho nên á mà để kéo tiếp á, thì nó sẽ những nhà đầu tư mới, những nhà đầu tư đang đứng bên ngoài họ sẽ không vào thị trường nữa. Cho nên là bắt buộc là cổ phiếu nó phải hạ, thì khi mà nó hạ thì những anh chị nhà đầu tư lên đây vẫn vẫn ở đây, đúng không? Vẫn là lên trên ở vùng này. Tuy nhiên ở vùng dưới này thì sẽ có thêm những thế hệ là 2K, 2K1 chẳng hạn như vậy. Hiện nay thì thế hệ là 8X, 9X là nhiều, đúng không? Thì đến thời điểm này thì thế hệ là 2K, 2K hoặc là
2K hoặc là 2K5 gì đó, hoặc là 9X trở lên thì họ đầu tư nhiều, giới trẻ bây giờ họ sẽ đầu tư nhiều thì nó cũng sẽ có những cái động thái mà dòng tiền mới vào, dòng tiền thật anh chị em. Chứ thật sự mà nói 500.000 tài khoản mở mới trong thời điểm tháng 5 đó chính là một cái con số rất là ảo anh chị em. Đó chính là một con số lừa thôi. Đối với mình là mình cảm thấy vậy, không mà là không phải là một con số thật. Tại vì sao? Tại vì anh chị thấy ở những thời điểm đây nè, ở những thời điểm này nha, 21 mỗi một tháng như vậy tập là 100.000 tài khoản mở mới đúng bình quân đúng không? Đó, 100 đến 150.000 tài khoản mở mới thôi. Và thanh khoản của nó nằm ở mức là 25 đến 35.000 tỷ. Hiện nay 500.000 tài khoản mở mới, chưa kể là những nhà đầu tư cũ có những vùng này nữa. Mà thanh khoản anh chị thấy không? Chỉ có khoảng là 16.000 tỷ thôi. Rất là ảo đúng không? Những cái con số đó nó đưa ra là mình thấy rất là ảo, cho nên là nhiều nhà đầu tư mới họ cứ nghĩ à tài khoản mở mới nhiều là thị trường chứng khoán vẫn còn lên này kia kiểu, cho nên là rất là khó để đầu tư. Hôm nay thì mình chia sẻ thêm về những cái tư duy đầu tư cũng như là những phương pháp đầu tư mà mình muốn mang lại cho chị nhà đầu tư, thì chị có thể liên hệ với mình để mình hỗ trợ anh chị 10 triệu, 20 triệu hoặc là 5 triệu thì mình vẫn hỗ trợ hết, mình vẫn hỗ trợ 24 tới 7 hết. Quan trọng là mình đầu tư vào con gì và mình lãi như thế nào và cái tư duy đầu tư của mình như thế nào, đúng không? Đó đó mới chính là cái mong muốn mà mình muốn gửi đến anh chị nhà đầu tư. Ngoài ra thì về cái xu hướng từng cổ phiếu thì anh chị có thể là comment ở bên dưới video và mình sẽ hỗ trợ, mình trả lời cho anh chị về xu hướng của từng cổ phiếu, hoặc là có thể liên hệ mình qua cái số điện thoại Zalo thì mình sẽ hỗ trợ anh chị 24 trên 7 nha. Video này của mình thì đến nay cũng cũng hơi dài cho nên là mình sẽ xin tạm dừng tại đây. Rất là mong anh chị nhà đầu tư sẽ liên hệ với mình cũng như là mình có những cái xu hướng, muốn có những cái view về thị trường ở hàng ngày ở trên cái kênh TikTok của mình, thì anh chị có thể tham gia vào cái kênh TikTok của mình nha. Cái kênh TikTok thì đây, anh chị cứ gõ vào Đạt Lê chấm finance là nó sẽ ra nha. Ở trên cái TikTok của mình thì nó sẽ ra chị ha, vào TikTok anh chị gõ này thì nó sẽ ra được cái kênh đó, thì mình sẽ hỗ trợ trên đó cũng nhiều đó. Và sắp tới mình sẽ cũng sẽ like trên trên đó luôn để cho mình hỗ trợ anh chị được tốt hơn về xu hướng hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong video kế đến ạ. Chúc anh chị một tuần mới giao dịch thành công ạ. À.